Khoa mắt bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận người bệnh VTT, nữ 75 tuổi, đến khám với triệu chứng mắt phải nhức mờ kèm theo đau đầu. Người bệnh không có tiền sử chấn thương và bệnh lý đặc biệt. Trên lâm sàng phát hiện thị lực mắt phải đếm ngón tay 5m, mắt trái 1/10. trên Nhãn áp mắt phải 40mmHG, mắt trái 15mmHG. Khám sinh hiển vi thấy mắt phải giác mạc phù nhẹ, tiền phòng nông, góc tiền phòng đóng, đồng tử giãn nở vời, thể thủy tinh đục dày, võng mạc khó soi. Mắt trái giác mạc trong tiền phòng nông, góc tiền phòng rất hẹp, đồng tử tròn, thể thủy tinh đục dày, võng mạc và gai thị hồng. Qua quá trình thăm khám, người bệnh được chẩn đoán mắt phải glaucoma góc đóng nguyên phát cấp tính, nhãn áp không điều chỉnh, mắt trái nghi ngờ glaucoma, hai mắt đục dày thể thủy tinh. Với trường hợp này, người bệnh được xử trí hạ nhãn áp cấp cứu bằng thuốc, sau đó người bệnh được giải thích về tác dụng hạ nhãn áp của lấy thể thủy tinh và đã đồng ý tiến hành phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng phương pháp phaco nhờ việc phát hiện kịp thời cùng phương pháp điều trị thích hợp. Sau một hai tháng, nhãn áp người bệnh trên tự điều chỉnh về mức mắt phải 11 mm Hg, mắt trái 10 mm Hg không cần dùng thuốc, thị lực tăng lên 10 trên 10. Khám nhãn cầu hai bên thấy rác mạc trong, thể thủy tinh nhân tạo yên cân, võng mạc hồng, đầu thị thần kinh chưa có tổn thương, người bệnh hết toàn bộ các triệu chứng nhức mờ và sinh hoạt bình thường. Bệnh glaucoma được gọi là kẻ cắp thị lực thầm lặng, lấy mất thị lực vĩnh viễn không hồi phục của người bệnh và là nguyên nhân gây mù lòa đứng hàng thứ hai ở Việt Nam và nhiều khu vực trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, glaucoma là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai thế giới. Vào năm 2020, số người tuổi từ 40 đến 80 bị glaucoma trên thế giới khoảng 79,6 triệu, được dự đoán tăng lên 111,8 triệu vào năm 2040, trong đó, bệnh nhân glaucoma người châu Á chiếm 47%. Ở các nước phát triển, khoảng 50% số người bị bệnh glaucoma không biết có bệnh và không đi khám, trong khi đó, ở các nước đang phát triển, con số này có thể tăng tới 90%. Tại Việt Nam theo số liệu thống kê của bệnh viện mắt trung ương cho biết, tính đến năm 2020, cả nước có 380.800 người mù hai mắt, trong đó có 24.800 người mù do glaucoma chiếm 65%, đứng thứ hai sau bệnh đục thể thủy tinh, 66,1% ở Việt Nam từ lâu glaucoma được biết đến trong dân gian dưới tên thiên đầu thống ngày nay glaucoma được cho là một nhóm bệnh có nhiều nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là khi toàn phát thì nhãn áp đã tăng quá mức chịu đựng của mắt gây lõm và teo thị thần kinh chia sẻ về bệnh glaucoma tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thu Hà khoa glaucoma bệnh viện mắt trung ương cho biết à, đây là một cái điều rất là trăn trở đối với các bác sĩ làm nhãn khoa à, nói riêng À, bởi vì đối với thể bệnh cấp tính thì triệu thì chứng bắt buộc nhân đi khám bệnh và chữa bệnh ngay và như vậy thì bệnh nhân điều trị sớm nhưng đối với, đối với um, bệnh mạng tính uh, thì triệu chứng, chứng rất là âm thầm và bản thân người bệnh cũng không biết mình mắc bệnh để mà đi khám uh, chính vì vậy mà uh, để mà phát hiện sớm thì là một câu hỏi rất là uh, khó để trả lời uh, chúng ta sẽ thường là khu trú vào những bệnh nhân mà có cái yếu tố nguy cơ Ừ. Uh, ví dụ như là những người mà đã có người thân bị glaucoma rồi, những người mà có bệnh lý toàn thân về uh, tim mạch, ví dụ như là tiểu đường, ví dụ như là huyết áp cao, huyết áp thấp, vân vân, những người đó thì uh, có thể được coi vào yếu tố nguy cơ cao, có thể là có bị glaucoma bạn tính. Uh, và ngoài ra thì người bệnh, uh, người dân bình thường ấy cũng nên là lắng nghe cơ, cơ thể mình. Nếu như mà mình thấy có cái gì đó bất thường ở mắt thậm chí là mắt chỉ hơi, hơi nhìn mờ, hơi căng tức hoặc là uh, hơi đau đầu thoáng qua. Thì ngoài việc chúng ta nghĩ đến những nguyên nhân thông thường như là uh, cảm cúm, như là cao huyết áp hoặc là các bệnh lý khác, thì cũng nên đi khám mắt để kiểm tra xem liệu rằng đấy có phải là một cái triệu chứng uh, ở mắt hay không, một cái bệnh lý ở mắt hay không để được phát hiện bệnh sớm hơn. Bệnh glaucom có nhiều thể bệnh và nhiều nguyên nhân khác nhau, do vậy triệu chứng biểu hiện cũng rất khác nhau tùy theo thể loại bệnh. Trong đó, glaucoma chủ yếu được chia làm hai thể bệnh chính là glaucoma góc đóng và glaucoma góc mở. Nguy hiểm hơn, ở giai đoạn sớm của hai thể bệnh này, triệu chứng biểu hiện không rõ ràng và thường bị bỏ qua. Có thể nhức mắt nặng thoáng qua, bệnh glaucoma xuất hiện âm thầm, tiến triển chậm trong thời gian dài. Nhiều bệnh nhân không cảm thấy đau nhức mắt, một số trường hợp đôi khi thấy mắt căng tức nhẹ, thoáng qua hoặc nhức quanh hốc mắt. Mờ mắt thoáng qua ở giai đoạn sớm, khi tình trạng nhãn áp tăng lên có thể làm nhìn mờ như sương mù hoặc nhìn nhoe trong một thời gian ngắn. Sau đó khi áp lực mắt giảm xuống, bệnh nhân nhìn rõ trở lại. Triệu chứng này có thể gặp ở nhiều bệnh khác như mở mắt thoáng qua xảy ra cùng với nhức mắt là dấu hiệu nghi ngờ rõ nhất của bệnh glaucoma. Nhìn thấy hào quang khi nhãn áp tăng, bệnh nhân đôi khi sẽ thấy quầng sáng xanh đỏ khi nhìn vào đèn. Tình trạng này có thể kéo dài cả buổi và lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian. Nhức đầu, nhức đầu là triệu chứng của rất nhiều bệnh trong đó có cao huyết áp và bệnh hay nghĩ đến hơn là bệnh glaucoma vì vậy khi các triệu chứng nhức đầu kèm theo nhức mắt, mở mắt, thì cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt để kiểm tra có bệnh glaucoma kèm theo hay không. Ngoài ra, người mắc bệnh glaucoma có thể có thêm một số triệu chứng như nhìn đèn có quầng xanh đỏ, nhìn có đom đóm bài trước mắt, thích nghi sáng tối kém, khó nhìn theo và di động, nhìn khuyết góc hoặc nhìn bị che lấp một phần, đau nhức hốc mắt, mắt dần tầm nhìn ngoại vi, người bệnh có cảm giác như nhìn qua đường hầm, mắt sưng đỏ khi lấy tay dí vào phần mí mắt trên thấy cứng như hòn bi, nôn hay buồn nôn thường thì trong giai đoạn đầu các triệu chứng xuất hiện ít và khó phát hiện theo thời gian bệnh có thể tiến triển nặng thêm gây suy giảm thị lực nghiêm trọng thậm chí mù loà khi có một hay cùng lúc xuất hiện các triệu chứng trên bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để kiểm tra chẩn đoán bệnh bác sĩ sẽ cho đo thị lực nhãn áp khám thần kinh thị giác soi góc tiền phòng và cho làm các chẩn đoán hình ảnh như đo thị trường chụp hình ảnh đánh giá lớp sợi thần kinh để xác định bạn có những tổn thương do glôcom hay không những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ dễ mắc bệnh nêu trên cũng cần đi khám mắt định kỳ mỗi năm một lần để được phát hiện sớm bệnh glaucoma. Vì bệnh glaucoma là bệnh gây giảm thị lực vĩnh viễn, do đó việc phát hiện bệnh sớm khi thần kinh thị giác chưa bị tổn thương nhiều sẽ giúp bệnh nhân bảo tồn được thị lực tốt hơn. Glaucoma là bệnh không phân biệt lứa tuổi và chủng tộc, thế nhưng một số nhóm người nguy cơ cao dễ mắc bệnh và cần được kiểm tra mắt thường xuyên là những người trên 40 tuổi, người bệnh có tiểu đường hay tăng huyết áp, người bệnh có tiền căn gia đình đã mắc bệnh glaucoma, người bị viễn thị, giác mạc nhỏ người có tiền sử dùng thuốc nhóm steroid, đường toàn thân hoặc tra mắt trong thời gian dài cận thị nặng, có tiền căn chấn thương hay phẫu thuật mắt. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới, glaucoma là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ hai trên thế giới chỉ sau đục thủy tinh thể. Ước tính hiện nay có khoảng 80 triệu người mắc bệnh glaucoma trên thế giới. Khoảng 50% người mắc bệnh không biết rằng mình mắc bệnh đa số những người mù loà sinh sống tại các vùng nông thôn, miền núi, thiếu các điều kiện thực hiện dịch vụ chăm sóc mắt. Điều này là do trong giai đoạn đầu bệnh glaucom không có triệu chứng, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến mù loà. Trong điều trị glaucom, không có biện pháp nào tốt hơn là tầm soát và phát hiện bệnh sớm. Bệnh glaucom không có nguyên nhân rõ ràng nhưng có liên quan đến sự tăng áp lực trong mắt và hoặc giảm lưu lượng máu, nuôi dưỡng dây thần kinh thị giác. Điều này có thể do bẩm sinh hoặc do tổn thương bên trong mắt. Bệnh glaucoma rất phức tạp do có rất nhiều hình thái với những cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng và đòi hỏi các phương pháp điều trị khác nhau. Glaucoma góc đóng thường có biểu hiện lâm sàng cấp tính, nên người bệnh thường đi khám chữa ngay để thoát khỏi cơn đau nhức mắt. Còn glaucoma góc mở là hình thái bệnh mạng tính, không triệu chứng hoặc triệu chứng rất âm ỉ mờ nhạt. Có đến 50% người bệnh glaucoma góc mở và góc đóng mạng tính không hề biết mình bị bệnh, chỉ khi thị lực giảm sút trầm trọng mới phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Ngoài ra, dựa trên cơ sở bệnh căn thì glaucom có thể chia thành glaucom nguyên phát và glaucom thứ phát. Glaucom nguyên phát là hình thái glaucom không kèm bệnh mắt hoặc bệnh toàn thân nào, làm tăng trở lưu thủy dịch. Glaucom thứ phát luôn kèm theo bệnh căn mắt hoặc bệnh toàn thân, gây cản trở lưu thông thủy dịch. Bệnh glaucom nếu không được phát hiện và điều trị sẽ tiến triển qua các giai đoạn tiềm tàng, sơ phát, tiến triển, trầm trọng, gần mù và mù. Vì nguyên sinh bệnh chưa rõ ràng nên không thể phòng ngừa mắc bệnh glaucom. Thế nhưng có thể phòng tránh được mù lòa do glaucoma bằng cách phát hiện sớm và điều trị thích hợp theo dõi thường xuyên. Không có phương pháp nào phòng ngừa bệnh tăng nhãn áp, thế nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm có thể làm chậm và ngăn chặn tổn thương thần kinh thị giác. Nếu không điều trị, bệnh tăng nhãn áp có thể dẫn đến mù lòa. Từ 40 tuổi trở lên và những bệnh nhân có yếu tố di truyền như có cha mẹ ông bà bị glaucoma thì hãy khám kiểm tra nhãn áp thường quy. Thường xuyên đi khám mắt 1 đến 2 lần trong một năm để phát hiện những dấu hiệu glaucoma và các bệnh về mắt khác. Không được lạm dụng thuốc có chứa corticoid, nhất là những thuốc tra tại mắt vì có thể dẫn đến mù lòa do bị glaucoma, đục thể thủy tinh, loét giác mạc. Những người bị bệnh đái tháo đường, bệnh cao huyết áp cần được điều trị đúng để đường huyết hoặc huyết áp ổn định ở mức bình thường. Mặt khác, phải được kiểm tra đáy mắt định kỳ nhằm phát hiện tình trạng võng mạc thiếu máu do những bệnh này gây ra để điều trị laser dự phòng glaucoma tân mạch. Những người được chẩn đoán bị đục thể thủy tinh cần theo dõi và mổ đúng thời điểm để tránh những biến chứng do đục thể thủy tinh giai đoạn cuối gây ra. Trong điều trị glaucoma không có biện pháp nào tốt hơn là tầm soát và phát hiện sớm. Bệnh glaucoma không thể chữa khỏi hoàn toàn, mục đích điều trị glaucoma là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác. Trong nhiều trường hợp, glaucoma tuy đã được phát hiện và điều trị, xong người bệnh cho rằng được chữa khỏi hẳn nên không đi khám và theo dõi tiếp. Hậu quả là bệnh vẫn âm ỉ tiếp tục tiến triển, dẫn đến mất dần chức năng thị giác. Vì vậy, người bệnh glaucoma cần phải được chăm sóc theo dõi thường xuyên theo một quy trình chặt chẽ từ khi được phát hiện bệnh, được điều trị cho đến hết quãng thời gian còn lại nhằm kiểm soát được diễn biến bệnh, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác.